Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, việc giành được tấm vé để vào tứ kết vòng chung kết U23 châu Á 2022 được xem là thành công với U23 Việt Nam. Thế nên là dù phải gặp U23 Ả Rập Xê Út, ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, thì đội quân của huấn luyện viên Gong Oh vẫn có được sự tự tin và quyết tâm cao độ để sẵn sàng tạo nên những bất ngờ mới. Trước khi vòng chung kết U23 châu Á 2022 diễn ra, U23 Việt Nam đã vấp phải rất nhiều sự hoài nghi của giới mộ điệu. Nhưng qua từng trận đấu, U23 Việt Nam đã khiến cho người ta đi từ bất ngờ này cho đến ngạc nhiên khác. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Gong Kyun, U23 Việt Nam chơi với sơ đồ 4-3-3, thể hiện lối chơi khoáng đạt, có mảng miếng và rất đáng hứa hẹn. Quan trọng hơn là huấn luyện viên Gong Kyun đã truyền cho các học trò của mình sự tự tin, dám thể hiện, dám khai phá bản thân. U23 Việt Nam đã tiến vào tứ kết với rất nhiều những cột mốc. Đội quân của huấn luyện viên Gong Okyun trở thành đội tuyển ở Đông Nam Á đầu tiên bất bại ở vòng chung kết U23 châu Á. Với 5 điểm có được trong tay, thầy trò huấn luyện viên Gong Okyun cũng là đội U23 Việt Nam giành điểm số tốt nhất ở vòng bảng sau 4 lần tham dự vòng chung kết. Dẫu vậy thì như chia sẻ của nhà cầm quân người Hàn Quốc, mọi thứ mới chỉ là khởi đầu với U23 Việt Nam. Phía trước vẫn còn rất nhiều thử thách đang chờ đợi ở trên con đường chinh phục giấc mơ lần thứ hai làm nên lịch sử ở giải U23 châu Á. Ngay ở vòng tứ kết sắp tới, U23 Việt Nam sẽ phải chạm trán với Ả Rập Xê Út, ứng cử viên sáng giá cho ngôi vô địch năm nay. U23 Ả Rập Xê Út là một đội bóng rất mạnh. Xét về mọi mặt thì đội bóng Tây Á trên tầm so với U23 Việt Nam. Đội bóng tới từ Tây Á đang thể hiện sức mạnh rất đáng sợ ở vòng bảng. Họ thắng 2 trận hòa một trận đứng đầu bảng D nơi có sự góp mặt của Nhật Bản. Cho đến lúc này, U23 Ả Rập Xê Út đã có được 7 bàn thắng, là đội bóng ghi nhiều bàn thắng thứ hai ở giải và vẫn chưa để thủng lưới bàn nào. Đội duy nhất giữ được sạch lưới tính cho đến lúc này. Thành tích này của đội bóng Tây Á đã khiến cho báo giới không khỏi trầm trồ. Phải nói rằng là U23 Ả Rập Xê Út là một đội bóng vô cùng toàn diện. Họ sở hữu hai hậu vệ cánh rất mạnh mẽ là Hamad Al-Yami và Tobeb Al-Habi. Hai cầu thủ này thường xuyên dâng cao để tấn công và đó là điều ấn tượng nhất khi nói về Ả Rập Xê út. Dẫu vậy U23 Việt Nam đừng quên rằng U23 Ả Rập Xê út vẫn còn đó những mũi khoan rất nguy hiểm khác như là Aiman, cầu thủ mang dáng dấp của Quang Hải này chơi rất ấn tượng có thể hoạt động ở cả biên lẫn trung lộ. Các tiền vệ tấn công của U23 Ả Rập Xê út rất thích những tình huống di chuyển từ cánh rồi đột phá vào trung lộ. Aiman và Toki Al Aima đều thường xuyên làm rất tốt công việc đó khi mà họ cầm bóng. Abdullah Hariradip cũng là một gương mặt mà U23 Việt Nam cần phải đề phòng. Cầu thủ này khả năng cao sẽ được sử dụng từ băng ghế dự bị, nhưng với chiều cao ấn tượng của mình, Abdullah Hariradip có thể gây ra muôn vàn khó khăn cho hậu vệ của U23 Việt Nam trong những tình huống bóng bổng. Giới chuyên môn đang dự đoán là U23 Ả Rập Xê Út sẽ chơi tấn công với sơ đồ 4231. Nếu như Abdullah Hariradip vào sân thì sơ đồ có khả năng sẽ chuyển thành 442. Trong đội hình của U23 Ả Rập Xê cũng có đến 12 tuyển thủ quốc gia, trong đó thì đáng chú ý có những nhân tố chủ lực như là Anyami, Gamdi, Ahmed. Với tâm thế cửa trên và lực lượng được đánh giá là vượt trội, U23 Ả Rập Xê chắc chắn là sẽ chơi chủ động kiểm soát thế trận, đẩy cao đội hình để dồn ép U23 Việt Nam. Hàng phòng ngự của U23 Việt Nam sẽ chịu nhiều áp lực và cần phải chơi chắc chắn để thể hiện sự tập trung cao độ. Tất nhiên là U23 Việt Nam sẽ không chỉ phòng ngự một cách thụ động, huấn luyện viên Gong Okun với sơ đồ 4-3-3 sẵn sàng gây sức ép ngược lại, chọn thời điểm pressing để tìm đường tiến vào khung thành của U23 Ả Rập Xê Út. Nhìn chung thì U23 Việt Nam cũng sẽ chọn cách tiếp cận trận đấu giống như là trận gặp U23 Hàn Quốc ở vòng bảng các cầu thủ sẽ chờ đợi những cơ hội phản công nhanh để tạo ra những bất ngờ cho hàng thủ của đối phương. Ở trận đấu sắp tới, Ả Rập Xê Út sẽ không có được sự phục vụ của bộ đôi trụ cột là trung vệ Saud Abdul Hamid và cầu thủ đa năng Ibrahim Manashi. Sự vắng mặt của những nhân tố chủ chốt này ít nhiều cũng đã làm giảm đi sức mạnh của U23 Ả Rập Xê Út. Đội bóng tới từ Tây Á không dễ gì để đối phó, nhưng không vì vậy mà U23 Việt Nam thiếu đi những cơ hội ở trận tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới. Các hậu vệ cánh của U23 Ả Rập Xê Út tấn công tốt nhưng lại phòng ngự rất kém. Hai cơ hội đầu tiên của U23 Nhật Bản tạo ra trước Ả Rập Xê Út đều đến từ hành lang cánh. U23 Việt Nam có lẽ nên tìm cách tấn công vào điểm yếu này. Các học trò của huấn luyện viên Gong kiun cần phải tận dụng mọi tình huống có thể an bản. Những pha bóng cố định, những sai lầm của các cầu thủ Ả Rập Xê Út và những đường phản công là những thứ mà U23 Việt Nam cần phải lưu tâm. U23 Ả Rập Xê Út đang sở hữu những thông số tốt hơn hẳn so với U23 Việt Nam sau 3 trận đấu ở vòng bảng. Tuy nhiên mọi thông số vào lúc này đều không mang nhiều ý nghĩa. Các học trò của huấn luyện viên Gong Ngô Kiun không hề vượt qua vòng bảng nhờ vào thần may mắn. Mà thay vào đó, các cầu thủ chăm chỉ và rất dũng cảm, sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách. Các đội bóng tới từ Tây Á luôn là bức tường khó vượt qua đối với các đội bóng ở Đông Nam Á nhưng đây là lúc để cho U23 Việt Nam chứng minh được thực lực. U23 Việt Nam chắc chắn sẽ khiến cho U23 Ả Rập Xê Út phải trải qua một trận đấu khó khăn nhất kể từ đầu giải cho tới giờ. Thậm chí là các chàng trai áo đỏ còn có niềm tin rằng là U23 Việt Nam sẽ tái hiện được kỳ tích ở Thường Châu năm 2018. Một khi có được niềm tin, sự quyết tâm và sự nỗ lực hết sức thì khả năng cao sẽ thực hiện được. Người luôn đứng ở phía sau và truyền năng lượng tinh thần cho các cầu thủ chính là huấn luyện viên Gong Kyun với chất chơi của mình, tin rằng là huấn luyện viên Gong o sẽ giúp cho các học trò của mình biết cách để đối đầu với U23 Ả Rập Xê Út. Những gì trải qua ở 3 trận đấu tại vòng bảng, thầy trò huấn luyện viên Gong o đang chiếm trọn được niềm tin của người hâm mộ. Dẫn dắt U23 Việt Nam, huấn luyện viên Gong o đã tuyên bố là sẽ xây dựng đội hình theo triết lý riêng của mình bằng lối chơi tấn công. Nói là làm và vị chiến lược gia người Hàn Quốc này đã thực sự đem đến một sức sống mới cho U23 Việt Nam. Như một truyền thống, các đội tuyển Việt Nam thường chọn lối đá phòng ngự phản công khi đối đầu với các đối thủ ngang tầm hoặc là trên cơ. Với lối chơi đã trở thành bản sắc và thói quen ấy, cho nên giới chuyên môn không ít người ái ngại khi mà huấn luyện viên Gongokyun tuyên bố là sẽ làm một cuộc cách mạng trong tư duy cho mỗi cầu thủ Việt Nam bằng một lối chơi tấn công mạnh mẽ và giàu sức sống hơn. Ở một chừng mực nào đó, ông Gongokyun hướng đến thứ bóng đá mà mọi người đều yêu thích, đó là vừa đá đẹp lại vừa thắng hay. Nhưng một sự thay đổi đột ngột có thể sẽ phải trả giá đắt. Nhất là khi triết lý ấy cơ bản khác với những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam đã lĩnh hội trước đó. Cần phải biết rằng khả năng tiếp thu của các cầu thủ trẻ cũng không thể nhanh bằng những cầu thủ đã trưởng thành cho nên nỗi băn khoăn về thất bại không phải là vô lý. Dẫu vậy, sự lo lắng ấy đã không xảy ra, ít nhất là sau những gì U23 Việt Nam đã thể hiện ở vòng bảng vòng chung kết U23 châu Á 2022. Một lứa cầu thủ đối mặt với dịch bệnh nhưng mà Liên đoàn bóng đá Việt Nam vẫn tạo điều kiện tốt nhất cho các cầu thủ tập trung, tập luyện, thi đấu giao hữu quốc tế cũng như là những giải chính thức của khu vực và châu lục. Chính sự trải nghiệm quốc tế ấy là nền tảng để giúp cho những duy cương, quang nho trưởng thành một cách nhanh chóng, qua đó họ có thể thích ứng nhanh, nắm bắt và lĩnh hội những thay đổi trong cách vận hành lối chơi và chiến thuật của huấn luyện viên Gongo Kyun. Cần phải biết rằng các đối thủ ở vòng bảng đều có trình độ ngang ngửa hoặc là nhỉnh hơn so với U23 Việt Nam. Các đội bóng của Việt Nam thường hay bị tâm lý khi mà đối đầu với đối thủ đến từ Thái Lan cho nên thường chơi không tốt. Chính tâm lý cửa dưới ấy cho nên lối đá phòng ngự phản công được coi là lựa chọn thích hợp. Nhưng dưới thời huấn luyện viên Gong Okiun thì U23 Việt Nam đã sung trận với tư tưởng là quyết thắng, tạo thế trận tấn công rực lửa để buộc đối thủ phải rơi vào cảnh rượt đuổi toát mồ hôi. U23 Hàn Quốc ở một đẳng cấp cao hơn hẳn nhưng khi cần thì U23 Việt Nam biết cương nhu đúng lúc để rồi giành được một trận hòa lịch sử, làm nền tảng để biến mục tiêu ngôi nhì bảng C trở thành hiện thực. Sự cách tân ấy của huấn luyện viên Gong Okun không chỉ ở triết lý tấn công mạnh dạn hơn, tự tin hơn mà còn cả về nhân sự. Khi mà ai ai cũng tin rằng vị chiến lược gia này sẽ lấy sự an toàn cho đội hình để đối đầu với U23 Malaysia trong trận đấu mà U23 Việt Nam chỉ còn cửa phải thắng, thì ông Gong Kyun lại khiến cho tất cả phải ngã ngửa bởi ông đã sử dụng non nửa đội hình mới toanh với đa phần những cầu thủ chưa được thi đấu hoặc là chưa được thi đấu nhiều trước đó như Quang Nho, Thanh Nhân hay Văn Công. Tuy nhiên U23 Việt Nam vẫn vận hành rất tốt, rất trơn tru và thậm chí là có thể sớm tạo lợi thế bằng một pha tổ chức tấn công biên mẫu mực để giải tỏa áp lực cho chính mình, tạo tiền đề cho chiến thắng thuyết phục 2-0, qua đó hiên ngang giành vé vào tứ kết với ngôi nhì bảng. Với những gì U23 Việt Nam đã thể hiện ở vòng bảng, huấn luyện viên Gong Oh đã để lại dấu ấn rất lớn. Đặc biệt là dấu ấn ấy đem đến sự mãn nhãn cho người xem bằng lối chơi tấn công sáng tạo. Ông Gong Oh cũng tạo sự hứng khởi cho giới chuyên môn khi mà hoàn toàn tin tưởng vào tất cả nguồn lực hiện có, chứ không chỉ riêng một nhóm cầu thủ luôn được mặc định cho đội hình xuất phát. Với sự đa dạng trong lối chơi và biến hóa trong cách dùng người như vậy, huấn luyện viên Gong Oh chắc chắn là sẽ khiến cho U23 Ả Rập Xê Út phải trải qua một trận đấu rất khó khăn tính từ đầu giải đến giờ. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Dùng vòng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.